vầng bốn mùa âm dương tiết hảo tâm trí thành đồng thầy họ Nguyễn con cầu đạo cầu bình an quả thư dâng lên đăng trà quả thư dâng lên lòng tin bái thỉnh mẫu tiên đề kính chung tiệc mở thung dung chọn ngày lành họ Nguyễn con mở tiệc thung dung thì mời tam tòa tiên thánh hội công đồng màu sáng đàn xuyên đệ nhất thiên tiên cung thỉnh mời đệ nhất thiên tiên thành vân công chúa thượng thiên nề ngủ về ngự ngôi cao cử tiêu chính vị ở trên trời sở trị bốn phương lô hương xạ nhiệt pháp giới mông huân chư Phật hài hồi tất giao văn tùy sư kết tường vân thành nghĩ phương ngân chư Phật hiền toàn thân nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát sa loan thánh giá hồi cung đi nhị địa tiên cung thỉnh mời thanh mẫu địa tiên xưa hiện thành trong đền sông sơn nhan sắc khác thường hình dòng nhan sắc khác thường chiến đàn hài ngạt lô nhiệt minh hương gia du từ màu lưỡng vô hương hoa nồi đắc thanh lương trí tâm kim cương nhất chu biến thập phương nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát sa loan thánh giá hồi cung đi tam mẫu tiên cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xích lần lòng nữ ngực đèn sớm kết loan phòng kính xuyên giới định chân nhang phần khởi xung thiên thượng đệ tử kiền thành nhiệt tài kim lô phong khoảnh khắc nhân huân tức biến mãn thập phương tích nhật giả dù biến nạn tiêu tai trương nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Tát nam mô thanh hương địa Bồ Tát Ma Tát nam mô dòng nhân khai quang thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng vàng kỳ phụ hoàng thân thần thánh chúa tiên trung vương sa loan thánh gia hồi cúng văn võ quân thần đức trần triều văn võ quân thần anh linh tộc sáng ân cần đức ông ngài giúp cho sử ký Việt Nam Ni Trần Thị lịch lịch đế vương kế thế chỉ bình thiên trường tức mạc địa danh sơn hài dục tu trung linh kỳ khám kỳ
Có lệnh truyền ra được thánh ông, có lệnh truyền ra ba quân thủy bộ, cùng là chư binh ngô binh náo loạn Nam Thành. Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi, đồng thời cửa thiếu cửa đài. Văn sứ dâng lên thượng lai, văn sứ dâng lên đức ông tâu đối chúa biên rõ ràng, thế cho nhị vị trạng sinh. Nhị vị trạng sinh con phê, nhị vị trạng sinh nhanh cửa nhà phú quý, tăng long thọ trường tê cho dũng mạnh kháng cường. Hãy subscribe
chúa phê triền hương hạ bút chúa phê cảm phiền chư tướng đáo lai hộ trì tảo sai binh bộ binh tùy. Binh bộ binh tùy tả sai binh bộ binh tùy hiếu thăng bích thủy thằng hà kéo lên lệnh truyền thiên đội phạt cư. Đức đề tam dòng dõi
cô đệ nhất đất Hàm Hương. Anh hồi trên tòa vàng công ơn được thánh, dưới điện tiền cùng sự đôi cô. Anh hồi cửa xuất tờ mờ coi xa, cửa xuất tờ mờ biển thôi cô bé có lá cờ vua. Xe ra hồi cùng lại láng ra trông biển đông, lại láng ra trông biển thờ cầu bé cửa đông sáng đèn. Anh hồi cùng nước Việt Nam có ngàn đông đội cõi Bắc Kỳ, có đội Tây Thiên dõi truyền thiên hạ ước niên. Ủi phó cho phục sự khói nhang. Ngăn thiên nhang thoáng gió
năm thiên đường, chỉ Phật giáng lâm.
ban cho khăn áo tức là hiền linh. Chúa về đồng trạc quyết trạc linh, quân phủ họ Đỗ Khắc Linh họ Trường. Quý lộc tài đề đa, đổ cho yên cửa yên nhà. Tiên chùa lâm mi thao sông mi thao
nước chảy rì rào. Chúa mường đất
lâm mê thao. Thiều nhạc nhạc hát ca vang lừng về đồng tiên cúng quần hương ý à. Bài sai đố chiều lục cung đang ngân đang ái vốn dòng sơn trang tinh hay măng trúc măng giang ý à. Chúng ngã tích tăng cũng rằng kim phục hàm thân cận thanh chúa thiên trung ngưỡng ý à. Sóng nắng ai, sóng nắng ai thấp thoáng bên lầu, sóng nắng tiên chúa múa hầu màu nhắc trông lên sáng tự hào quang, song đăng chua múa dịu dàng bè bài hát lưng đai vạt ngắn vạt dài à, 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 à. Tình chúa múa một bài xinh thật là xinh, ngồi đền thờ tình tình tăng tình sơn thủy hữu tình ý à. Vàng cánh sớ dâng lên trước chỉ và thánh phụng trình vô cha, trình nhị lên cao mãi chúa bà ý à, à. Chúa về tô đối chứng tâm mi điền đình, phê cho nhị vị trường sinh, cửa nhà phú quý lộc tài đề đá, độ cho phúc đặng hà xa, chữ tài hạt ách tống ra hải ngoại ý à, à. Vui về hội mùa là về đây mùa ca, trên sơn trang tối linh nghi hài hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh liêu lô chào mừng cất tiếng ca vang. Rồi một mùa xuân đến, chim én bay dập trời, hòa mình trong nắng mai, ca hót ca yêu kiều, ngàn tiên nữ hái hoa trên đồi dạo chơi khắp nơi. Nhạc rừng trong nắng mai cất nghe tiếng ca lời vang. Tới đâu
Chúa về sớm chiều bách điều cá vàng, tay khơi về bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sáng đời đời. Chúa đem cho trăm họ đời đời giàu sáng. Châu trà xanh xanh ngắt một màu à, trẻ xanh xanh ngắt một màu khi chơi đồi cỏ, khi vào đường dô đẹp khắc nào được tranh thủy mạt. Nay Chúa về giá ngự tam giang, câu ý thơ cảm giả tấm lòng ý thành ra hồi cùng ai lên tới chín tư châu thổ ngắm cảnh rừng ba chúa cà phê một vùng phong cảnh sơn khê. Phong cảnh sơn khê, hồn nì thiêng sông núi, danh tài còn ghi. Trong tích cũ Lê Triều Thái Tổ, một thôn nghèo mán nì đỏ trên nương, làm chiều khói tỏa mạn. Thank you.
chiều khói tỏa màn sương, chim kêu vượn hót bên đường hoa trên ngày thiêng số chọn một giờ. Phàm trần cao lũng cà phê núi non trắng nước hương khê.
sơn trang. Tính chú hay măng chúc măng giang, măng xe măng nữ cơm làm tràn đường. Rừng ba chúa cà phê, một nơi vùng phong cảnh sơn khê, hồn thiên sông núi danh tài còn ghi. Chương trình Phật Thánh cùng trình vua cha, sớ trình lên cà phê chúa bà. Về đồng trạc quyết trạc linh, cung phụ đệ tử Khang Ninh thọ trường. Nhân duyên là sợi chỉ hồng, duyên âm chúa cắt duyên trần thì chúa xe. Trứng rồng lại nở ra rồng, hạt thông lại nở trôi thông xương ra. Bốn mùa vắng lặng can qua. Tình duyên là sợi chỉ hồng, duyên âm chưa cắt duyên trần chưa xe. Xe cho có vợ có chồng, còn còn cháu cháu lộng tài đề đa. Trạc linh cuồng phù đệ tử Khang Ninh thọ trường. Nhân ni duyên là sợi chỉ hồng, duyên âm chúa cắt duyên trần chúa xe. Thank you.
thềm. Chợt nghe giáng hạ tiên nàng thánh linh, giáng phong từ Hoa Kỳ đua thăm. Luyện phép tiên thái thượng lão quân, tử vi xem tướng như thần. Bói trong gia sự mười phân vẹn mười, đoán thần tướng thương dân chính đạo, dài hạn tay chỉ bảo cắn gió. Quyên quay đầu lại tìm được tổ tâm, Chúa mang tài cứu nước cứu dân. Thank you.
cương thường. Ngự đồng thì phán bói chỉ đường trần gian. Có phen chơi cảnh thanh nhàn bích đồng ngự lâu hồng. Phù tỉa thanh thang xuôi trong nước nghe bạc rừng để nhất trừ tình chóc tà. Diệu quang minh chứng đàn duyên, ngã tích tăng cúng giảng kim phục hoàng thân cận thanh chúa thiên trung. Văn sớ dâng lên ngày lành, có sớ dâng lên tôn quang tấu đối, chép biên rành rành phê cho đôi chữ trường sinh. Chỉ trên giang thế dương gian quan về mở phủ khai đàn. Mở phủ khai đàn quan về mở phủ khai đàn. Thiên địa thị nhạc
tôn quan tấu trình tấu cho lên tới thiên đình. Ban gạo ban tiền ông về, ban gạo ban tiền, ban ngân ban xuyến nên lộc tài để đa. Cắt tóc làm tôi ông về, cắt tóc làm tôi, nối đời làm con sớm khuya phụng sự, khói nhang phụng trình trong kinh có chữ Nam Mô. Soi khắp bốn phương gương trong, soi khắp bốn phương, soi cho thấu hết trầm luôn mọi loài lược tiên của chị Hằng Nga, đem về trải chuốt cho đồng yên ngô. Tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần thì thanh cao rồi lại mười phần thanh cao. Ban đỏ cho đồng ông về, ban đỏ cho đồng, chỉ đường dẫn lối biết đường mà thu. Mở quạt khai đàn quang về, mở quạt khai đàn, độ cho đệ tử được giàu được sang. Khăn nhiễu khăn hoa, khăn này khăn nhiễu khăn hoa, xoa cho đệ tử sạch thông lầu lầu, trứng rồng lại nở ra rồng, hạt thông lại nảy, trời thông rườm rà con hồng cháu lạc bề ta. Ban lốt ban đai ông về, ban lốt ban đai để nhất cho đồng giàu sang, độ cho họ lũ trường sinh. Lấy ở thiên đình sổ tiên, lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này, cầu cho vạn sự vạn may. Lấy ở sông ngân nước tiên, lấy ở sông ngân mang về mở phủ trình đồng, hôm nay đổ dồn thác cái tháp con. Cây tốt xanh cây trồng, cây cây tốt xanh cây trồng lên cây đức bốn mùa ngát hương lộc, cô lộc cậu lộc châu. Phụng thỉnh thỉnh Như Lai điểm khai, khai nhiễm hình chiếu quang minh. Bái lạy thiên đình hình nhân, bái lạy thiên đình trước trình Phật thánh, phụng trình vua cha Nam Tào bắt đổ xem qua. Thời phải bắt cầu qua sông, thời phải bắt cầu muôn niên căn số, bắt cầu từ tâm ông về, ông rút cầu âm. Sắc tặng vua
ban, số sinh số tử ý liệt hàng ngày châu về. Nơi xa miền Đức, nơi gần đều khiếp ủy thành á hồi cùng hoàng đế tinh quân cung thịnh mời hoàng đế tinh quân hiểu ông mi đệ nhị thiên đình. Thiên đình giáng sinh ý ông tại thiên đình khi xưa. Ông tại thiên đình đêm ngày coi sóc cung dình y lâu đài giám sát bảng đàn quan về giám sát bảng đàn trước là thu chấp đàn duyên cho đồng khuông phù tín chủ hành thông ca lăng tận giàn từ bi lân mẫn trung sinh cố ngã kim đình lệ dòng nhang thập kỳ diệu quang minh chứng đàn duyên văn sớ dâng lên thượng lại sớ đẹp dâng lên tôn quan tấu đôi ghi tên thành đồng phê cho đôi chữ bình an vâng mệnh hoàng thiên điều thời vâng mệnh hoàng thiên phật thánh chỉ truyền đi sang thế dương gian quan về mở phủ khai đàn ban gạo ban tiền ông về ban gạo ban tiền ban ngân ban xuyến lên lộc tài để đa cắt tóc làm tôi ông về cắt tóc làm tôi nối đời làm con sớm khuya phụng sự khói nhang phụng trình trong kinh có chữ nam mô gương trong soi khắp bốn phương soi cho thấu hết trầm luân mọi loài lược tiên của chị hằng na đem về trải chuốt cho đồng yên vui khăn nhiễu khăn hoa khăn này khăn nhiễu khăn hoa xoa cho đệ tử sạch không lầu lầu
Nước thánh tàn nhang ban ra, nước thánh tàn nhang đổ cho chín vía sạch thông lầu lầu. Ông về ban đỏ cho đồng, chỉ đường dẫn lối biết đường mà tu. Ba sáu nàng dương quạt trầm, ba sáu nàng xương, ông về mở quạt lại thương thanh đồng, trứng rồng lại nở ra rồng, thạt thông lại nảy, trời thông rườm rà con hồng cháu lạc đề đa. Ban lốt ban đai ông về, ban lốt ban đai đệ nhị cho đồng giàu sang, độ cho họ đỗ bình an. Lấy ở thiên đình sổ tiên, lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này, cầu cho vạn sự vạn may. Lấy ở sông ngân nước tiên, lấy ở sông ngân mang về mở phủ trình đồng, hôm nay đổ dồn thác cai thác con. Tắm mệnh cho đồng ông về, tắm mệnh cho đồng, bao nhiêu hạt ách tống ra hải ngoài, trồng cây cây tốt xanh cây. Thầy nhị nhị thính thanh khai khẩu, khẩu thông quyết khai tâm, tâm hoan hỷ khai túc năng bộ hành, dòng nhan thập kỳ diệu quang minh chiếu hình nhân. Thầy phải bắc cầu qua sông, thầy phải bắc cầu muôn niên căn số, bắc cầu từ tâm. Thái tử đề tam hùng binh quán cổ tòa lãnh giang y oai hùng
thắp một tuần nhang Long Thành, thắp một tuần nhang tấu về các phủ, các dinh, các tòa thiên đình, chốn đó Diêm La. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên vương quan tam phủ, chép biên rõ ràng kê cho họ Đỗ Trường Sinh. Vâng mệnh hoàng thiên điều thời, vâng mệnh hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền, thì sang thế dương gian quan về mở phủ khai đàn. Ban gạo ban tiền ông về, ban gạo ban tiền, ban ngân ban xuyến nên lộc tài để đa. Cắt tóc làm tôi ông về, cắt tóc làm tôi, nối đời làm con, sớm khuya phụng sự, khói nhang phụng trình, trong kinh có chữ Nam Mô. Soi khắp bốn phương gương trong, soi khắp bốn phương, soi cho thấu hết trầm luân mọi loài lược tiên của chị Hằng Nga. Ban đỏ cho đồng ông về, ban đỏ cho đồng, soi đường chỉ lối biết đường mà đi. Nước thánh tàn nhang ban ra, nước thánh tàn nhang đổ cho chín vía sạch thông lầu lầu, đổ cho qua biến sông sầu. Ba sáu nan dương quạt trầm, ba sáu nan dương quan cầm tới quạt nì lại, thương thanh đồng khăn ngày, khăn nhũ khăn hoa. Bóc vỏ soi lòng ông về, bóc vỏ soi lòng nì soi tâm soi tính, cõi lòng trần gian. Lấy ở thiên đình sổ tiên, lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này, cầu cho vạn sự vạn may. Ban lốt ban đai ông về, ban lốt ban đai tam phủ cho đồng giàu sang, đổ cho họ Đỗ bình an. Lấy ở thủy cung nước tiên, lấy ở thủy cung khơi hồ mở phủ, trình đồng hôm nay đổ dồn tha cái tháp con. Tắm mệnh cho đồng ông về, tắm mệnh cho đồng, bao nhiêu hàn ách nghe tống ra hải ngoài, trồng cây cây tốt xanh cây. Phùng thủy như lai điểm khai, khai nhiễm hình thông nghiêm thông. Bái lệ thiên đình hình nhân, bái lệ thiên đình trước trình Phật thánh, phụng trình vua cha. Thời phải bắt cầu qua sông, thời phải bắt cầu muốn niên căn số, bắt cầu từ tâm. Hãy subscribe.
chính trực đức đại hiếu sinh, đức đại hiếu sinh. Huyền ông coi cái chân làm mình trước đã được làm quan nhật thống,
Trên lòng ngài cầm quyền thay Chúa, phép bầu quan tới tú anh linh. Lệnh truyền thủy bộ chư dinh, binh tùy binh bộ trời miền trần gian. Hãy
dạo thần thơ tán viên tam đạo, triển chư quân đôi đạo tiên phong, chiêng kêu cờ Phật chống sung, thuyền bè sau trước giữa dòng lênh đênh. Chim nối dư mang chiều thần văn võ bách quan, sai lên đón rước vương quan về châu. Tay thái tử đệ tam cứu sinh cung lắm dài oan nê cùng nhiều. Khắp gần xa muôn dân phụng sự, lãnh giang từ quốc sử còn ký, đệ tam ni vạn phép ai bì, lĩnh quyền vua bát hải kiếm chi các quả. Trong tam cõi cửu châu ngày vòng bay, độ Việt Nam ni quốc thái dân an. Khâm thừa sắc chỉ vua ban, lĩnh quyền vua bát hải kiềm chi mi các tòa. Quân giáp bào cùng đeo kiếm khích, lệnh quan triển cờ dưới thủy đề quỳnh nhất ngư long, thiền rồng trăm mái chèo bơi quan đi về. Cũng có phen thiền rồng quan giá chiều về đền bát hải ngày du xuân, ngã ba thuận đường quan mới nghỉ chân, hòa thơ lý đỗ ca ngâm mi tỏ tường. Lệnh chuông truyền treo mây ngược thác, nào thác me lại thác khuẩy nhi, khuẩy me khuẩy sung có khi, thác tiên anh vũ lại đi phía vải. Tấm lòng thành thanh đồng con sở nguyện, giáng phúc lành ứng hiền hà xa, độ cho phúc đắng hà xa, bạc vàng phú quý vinh hoa cuộc đời. Con thành tâm con lễ bái,
quan độ cho buôn bán tốt tươi, quan sang ý ngọc lời vàng, độ cho họ đỗ biết đường nghề mà tu. Hợp bàn tiên tử thuốc thi ngâm, dập dìu hầu hạ dư trăm, cô dâng xuyến ngọc, cô dâng xuyến vàng. Lên thiên đình khấm thừa ngọc ân, chiến y hùng lên chốn lãnh giang, quan tam là danh tướng anh hùng, kiêu ban văn võ công đồng dưới trên. Nguyện thứ nhất này, nay một nguyện tịch dương công đức, cúi xin quan nhỏ phước hà xa, ngài độ cho nam nữ trẻ già, độ cho non nước nhà nhà hưng long. Hai con nguyện giữ lòng trong sáng, sám hối ông chẳng dám đơn sai, xin ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt biển tai vi tưởng. Ba con nguyện đèn hương dâng tiên, cúi xin ông thương đến đồng gia, ngài độ cho nam nữ trẻ già, ai ai cũng được mặt hoa ra hưởng. Bốn con nguyện một lòng trong sáng, sấm nhang đăng chẳng dám đơn sai, chỉ xin quan lớn giáng điện đài cho con họ đỗ được lộc tài công danh. Năm con nguyện trung thành với tứ phủ, trước hội đồng nghị văn võ bá quan, căn cao mở phủ tôn nhang, đạo làm con thánh không than ní giàu nghèo. Sáu con nguyện tu theo tiên giáo, quan khai cho học đạo được minh, khai cho đồng chí thông minh, khai cho sông nhãn được tinh được tường. Họ Nguyễn xin nguyện nghinh tường nghỉ tập phúc, tích thiện duyên nơi cõi tục lầm than, xin quan về mở phủ bình an cho họ Nguyễn được an khang ngày tháng ngày. Họ đỗ con nay xin theo thầy mắng thế, cúi xin quan cứu khổ độ mê, xin quan mang nước thủy tề tắm cho họ đỗ được mọi bề nghỉnh hương.
nay xin nguyện trong tông đường tổ miếu đón quan về khai chiếu căn duyên cho bà cô ông mãnh hồ thế hiền thoát đường lục đạo tìm lên trăng đà. Nguyện cuối cùng tiền tài công tiên thác đi rồi chẳng tiếc chi đâu, họ nguyện nay dập gối không đầu, nguyện làm con thánh theo hầu đức đại vương. Dấu son đó nhuộm hồng bạch thạc, mãi ngàn đời sông nước lạnh giang. Đồng đình xe mã xe loan, nổi cơn phong vũ đầu dòng biên lên. Sứ xanh còn chép lại từng trang, ngài phán ra ý ngọc lời vàng, vì dân quan để muôn vàn tình thương. Đích thực chung quân thanh gia hồi cung tiệc bàn loạn, mời quan đệ tứ vốn còn rời giá ngự thiền cung. Song nhan thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung á tích tăng cúng dường khi phụ hoàng thân thần thánh chúa tiên trung vương. Ca lăng tận gia ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đình lệ, dòng nhan thập kỳ diệu quang minh chứng đàn duyên. Văn sớ dâng lên ngày lành, văn sớ dâng lên
tôn quan tấu đôi ghi tên Thanh Đồng phê cho họ đỗ bình an. Vâng mệnh hoàng thiên điều thời, vâng mệnh hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền thì giang thế dương gian quan về mở phủ khai đà. Thiên địa thủy nhạc tôn quan tấu trình tấu cho lên tới thiên đình. Ban gạo ban tiền ông về, ban gạo ban tiền, ban ngân ban xuyến lộng tài đề đa. Cắt tóc làm tôi ông về, cắt tóc làm tôi, nối đời làm con, sớm khuya phụng sự, khói nhang phụng trình trong kinh có chữ Nam Mô. Khăn nhiễu khăn hoa, khăn này khăn nhiễu khăn hoa, xoa cho đệ tử sạch thông lầu lầu bốn mùa phẳng lặng can qua. Xoay khắp bốn phương gương trong, xoay khắp bốn phương soi cho thấu hết, chấm luân mọi loài lược tiên của chị hàng hoa. Tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại mười phần thanh cao. Ba sáu năng dương quạt trầm, ba sáu năng dương ông về mở quạt như lại thương Thanh Đồng. Ban đỏ cho đồng ông về, ban đỏ cho đồng dẫn đường chỉ lối, biết đường mà tu chứng rồng lại nở ra rồng, hạt thông lại nảy rồi thông dược ra con hồng cháu lạc đề đa. Lấy ở thiên đình sổ tiên, lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này cầu cho vạn sự vạn may. Ban lốt ban đai ông về, ban lốt ban đai, ban đai tứ phủ cho đồng giàu sang đổ cho họ đủ bình an. Lấy ở sông ngân nước tiên, lấy ở sông ngân khơi hồ mở phủ trình đồng hôm nay. Tắm bệnh cho đồng ông về, tắm bệnh cho đồng, bao nhiêu hạn ách nghe tống ra hạn ngoài trồng cây, cây tốt xanh cây. Hùng hình hình như lai điểm khai, khai nhiễm hình chiếu quang minh. Bái lạy thiên đình hình nhân, bái lạy thiên đình trước trình Phật thánh phụng trình vua cha. Thời phải bắt cầu qua sông, thời phải bắt cầu muốn niên căn số, bắt cầu từ tâm. Thank you.
cam lộ tẩy sạch quỳnh sinh. Sớm sớm cùng ngày tụng Phật niệm kinh niệm sau chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra hồi cùng lẫm liệt tung hoành gia uy, lẫm liệt tung hoành chư tà sát quỷ nên danh tướng tài. Triền phan các quan có lớn tuần, triền phan các quan hạ văn hữu võ lương ban đáo đàn lệnh, triền văn võ đuôi hà. Thiên binh vạn mã hằng kéo ra lệnh, truyền thiên đội vạn cơ. Văn sớ dâng lên thường lai, văn sớ dâng lên vương quan tấu đôi chép biên rõ ràng, phê cho nhị vị trường sinh. Trả nợ thiên đình tào quan, trả nợ thiên đình nợ từ kiếp trước, kiếp này xin dâng. Dâng lên vàng mã kim ngân, quan tuần tấu đôi ngài về chứng cho ông về tống nạp vào kho.
đại điển khai khai nhiễm hình chiếu quang minh. Bái lễ thiên đình hình nhân, bái lễ thiên đình trước trình Phật thánh phụng trình vua cha. Sông tranh
nhớ người trang sĩ. Ai dành tranh còn đó công người còn vang đồng hỏi nước sông tranh đào thiêng cứu nước tung hoành là sông tranh vô sóng trả lời vương quan để ngũ sáng ngời sáng ngời trong phủ Ninh Giang đất trời thay đổi người anh hùng có đeo nặng xiềng không ngày ngày 25 tháng 5 quan tuần bị bắt đầy trốn sướng cùng thủy kiệt nỗi oan vì tuyết nguyệt bởi lòng ai ân người hưởng công người có công sao không được hưởng công nào đâu mắc cành xiềng gông đọa đây con hất uy thanh
ngoài trăng tàu hoa cũng ganh, phải trăng tàu hoa cũng ganh anh hùng. Thôi má hồng quen trai dùng lược, mắt ni trần đâu thấy được thiên tư. Hoa kia đẹp có ai ngờ rằng hoa có chủ để giờ hàm oan. See you.
đạo thiêng hộ quốc một lòng, sư tà sát quỷ pháp ông nhiệm mong. Tài văn võ công đồng thao lược, sĩ thần thông giữ nước an dân. Trai tài gương sáng trung thần, oan gia trái nghiệp tấm thân quan đâu sợ. Diệu tường nghề đời vô đề thái tổ thành ra hồi cung đền dòng hôm mai thánh chùa đệ nhất vui vẻ đền dòng nghề ngày chơi phụ tía lòng thành ra tiền thánh thương bàn dân văn tiền thánh trên bàn đồng nghề quân vườn quán thành ra dù lục cung đường sắp phong mê lục cung đường bốn dòng lãnh ông quê hương thuộc ta
cành dài sông nước long lanh, in nê bóng treo leo hiệu lũng trâu dốc nghe đổ ngoằn ngoèo. Thank you.
trắng vàng, mắt nì nguyệt như in mày ngày, mắt phượng tóc tiên, môi son má phấn, lại thêm nọn sao, dáng dáng xinh yêu kiều,
ước xin ngàn hoa. Dù đã về đây, dù đã về đây hát vang muôn lời ca. Dù xinh như hoa, đẹp như tiên, dáng tiên yêu kiều, dáng trông yêu kiều, làn môi thắm hồng, đôi môi hé cười, làm ngất ngây trần gian. Chầu này là lá chầu son, quả cau ví tựa lòng họ Đỗ Phụng Trì. Trì nhí lên chầu lộ cung nương, ý à à. Cho họ đỗ con này, đỗ cho vạn sự vạn may, con cháu cháu để đã mấy tháng nay. Trình Phật Thánh sau trình vua cha, trình lên quốc mẫu bờ tòa ý à. Nay về đồng sẽ bóng sang khăn nết,
châu sang khăn xẻ bóng cho đồng ý à. Sang khăn tòa bóng rất đông, đệ tử thành kính một lòng không dám đơn sai, biết châu ra tiếp lộc ban tài ý à. Bên kia bàn khí Lạng Sơn, bên này châu lục khói nhang ngạt ngào, môi đền thờ trên đỉnh non cao ý à. Ra hồi cung vòng châu tiếc mơ thung dung nê chọn ngày lành nhỉ. Mở tiếng thung dung mời tam tòa tiên thánh hội đồng một sáng đàn duyên đệ nhất tiên tiên cung thỉnh mời hoàng phong chi thắng thượng thiên đi gửi về chiến đan hài ngạt lô nhiệt minh hương ra du từ màu lưỡng vô hương hoa đôi đắc thanh lương trí tâm kim cương nhất chu biến thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát ra hồi cung đề nhị địa tiên cung thịnh mời phương xưa hiện thánh trong đền sông sơn lô nhang xạ nhiệt pháp giới mông huân chư phật hải hồi tất giao văn tùy xu kết cường vân thành ý phương vân chư phật hiền toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát la sa hồi cung để tam mô tiên cung thịnh mời xích lân lòng nữ ngự đền thải cung giới định chân nhang phần khởi xung thiên thượng đế tứ kiền thành hiện tại kinh lô phóng khoảnh khắc nhân huân tức biến mãn thập phương tịnh nhật ra du biến nạn tiêu tai trường nam mô thanh hương địa bồ tát ma tát nam mô dược sư hải hội phật ra hồi cung y thượng châu